Vạn Cổ Thần Đế, chương 3613, Tử Tâm Thiên Tôn Lang. Thiên Nhai Thần Tôn lắc đầu, nói, không biết, chí ít ta không biết không gian thần điện có cường giả thời cổ giáng lâm. Không gian thần điện cũng chưa từng áp dụng qua loại này kế hoạch. Về phần âm thầm có người hay không làm việc, hẳn là sẽ không, nếu có người tiếp dẫn cường giả thời cổ, Lão Phu không có khả năng, không có chút nào phát giác. Trong thời không cấm vực, vô số tổ văn tại Thiên Nhai Thần Tôn quanh người lấp lóe, khiến cho hắc ám xuất hiện một chút ánh sáng. Chư Nhật Trần nhìn chăm chú hắn hai mắt, nói, Câu Lôn chế tại không gian thần điện, thần tôn không như trước, không có bất kỳ cái gì phát giác. Thiên Nhai Thần Tôn đối đầu Chư Nhật Trần con mắt, tâm thần chấn động, ý thức được chính mình cũng không hề hoàn toàn tẩy thoát hiểm nghi, như tận lực giấu giếm bị Chư Nhật Trần phát giác, hắn nhất định sẽ không chút do dự siêu hồn. Hiện tại đã là chính mình cơ hội cuối cùng, giảng hay là không giảng đâu. Chư Nhật Trần nói, lấy thần tôn kiến thức, hẳn là minh bạch thiên tôn đem hai vị lượng hoàng giao cho bản chữ lão xử trí. Đại biểu cho cái gì a? Thiên có thể chảm, liền không người không thể chém. Thiên Nhai Thần Tôn đắng chát cười một tiếng, không còn giấu giếm, nói, Bất Chu Sơn ngược lại là phát sinh qua một kiện chuyện lạ. Cái gì chuyện lạ? Chư Nhật Trần nói. Thiên Nhai Thần Tôn nói, đại khái 3.000 năm trước, dưới chân núi Bất Chu Sơn qua một trận tử vũ, rồng rã hạ 3 năm. Nhưng bởi vì Bất Chu Sơn tầng không gian tầng tầng gấp gấp, cùng ngoại giới phong bế, người biết chuyện chỉ có thần điện nội bộ mấy vị vô lượng. Điện chủ từng đi đỉnh núi dò xét, nhưng xưng có 3 cây tuyệt thế thần dược xuất thế, cho nên hạ phong khẩu lệnh để phòng ngừa bị chí cường ngấp nghé cho không gian thần điện rước lấy tai kiếp. Chư Nhật Trần chố mắt nhìn, nói, cái gì thần dược giá trị lớn như vậy, ngay cả không gian thần điện đều thủ không được, nơi này chính là thiên đình. Thiên Nhai Thần Tôn do dự một lát, vẻ mặt nghiêm túc mà nói, Tử Tâm Thiên Tôn Lang. Mặc dù Chư Nhật Trần tâm cảnh lại như thế nào trầm định, cũng hơi kinh hãi. Cổ có kỳ lang sinh tại Thiên Tôn mộ, hấp thu Thiên Tôn di lực, thu thập tinh vũ chi quang là vì nhân gian đại dược. Thiên Tôn Lang chỉ tồn tại trong truyền thuyết, đối với bất diệt vô lượng có tác dụng lớn, có thể trợ kỳ trùng kích Thiên Tôn cấp. Thậm chí đối với Thiên Tôn cấp cường giả đều có tác dụng nhất định. Mà Tử Tâm Thiên Tôn Lang thì là Thiên Tôn Lang bên trong chí phẩm. Đồng thời xuất hiện 3 cây Tử Tâm Thiên Tôn Lang, nếu như là thật, cái này thật đúng là không phải không gian thần điện thủ được. Đây là sẽ dẫn tới toàn bộ vũ trụ lão quái vật đều xuất động thần dược. Chuyện lớn như vậy, các ngươi có thể bẩm báo Thiên Tôn, Chư Nhật Trần nói. Thiên Nhai Thần Tôn lắc đầu, thở dài. Như vậy thần dược, ai không muốn độc chiếm, dù là nếm đấy một mảnh cánh hoa cũng hưởng thụ vô tận. Chư Nhật Trần nói, theo ta được biết, đỉnh Bắc Chu Sơn liên tiếp vũ khư là không gian thần điện cấm địa, chỉ có lịch đại điện chủ có thể tiến vào. Thiên Nhai Thần Tôn nhẹ gật đầu, nói, không sai, đỉnh Bắc Chu Sơn mai táng lấy không gian thần điện lịch đại điện chủ. Chẳng phải là nói, ngươi chưa từng đi đỉnh Bắc Chu Sơn, Chư Nhật Trần nói. Chưa từng đi. Chư Nhật Trần nói, như vậy, điện chủ vì sao muốn đem 3 cây Tử Tâm Thiên Tôn Lang bí mật nói cho các ngươi biết đâu? Thiên Nhai Thần Tôn nói, dưới chân núi Bắc Chu Sơn 3 năm tử vũ, như vậy khắc thường quái sự, chúng ta 3 vị vô lượng cảnh tu sĩ đều có nhìn rõ, điện chủ dù sao vẫn cần một cái lý do thuyết phục chúng ta, nhất định phải để cho chúng ta biết mức độ nghiêm trọng của sự việc, chúng ta mới tuyệt sẽ không đối ngoại thổ lộ một chữ. Nếu không, tin tức một khi truyền đi, chỉ bằng 3 năm tử vũ cùng sau cơn mưa trong núi mọc đầy tử lang, những chư thiên kia chắc chắn sẽ hướng Thiên Tôn Lang phía trên phỏng đoán. Đại trưởng lão cần biết, trong truyền thuyết, Bất Chu Sơn chính là thái cổ thập nhị tộc, trong đó bộ tộc Thủy Tổ Mộ mọc ra 3 cây Tử Tâm Thiên Tôn Lang cũng không phải là không có khả năng sự tình. Đổ một cái khác mạch suy nghĩ, như điện chủ muốn nuốt một mình làm ra giết người diệt khẩu sự tình, chắc chắn sẽ dẫn tới Thiên Cung chiến thần điều tra, đây cũng không phải là cái gì tốt sách lược. Chư Nhật Trần nói, ngươi cảm thấy những lý do này có thể thuyết phục được chính ngươi sao? Thiên Nhai Thần Tôn trầm mặc một lát sau, nói, có lẽ điện chủ là mượn Tử Tâm Thiên Tôn Lang che giấu càng lớn bí mật. Thật chẳng lẽ có cường giả từ cổ giáng lâm đến Bắc Chu Sơn đã dẫn phát tử vũ dị tượng? Chư Nhật Trần ánh mắt thâm thúy khó lường, nói, muốn biết đáp án chỉ có thể đi đỉnh Bắc Chu Sơn đi một lần. Thiên Nhai Thần Tôn động dung nói, cầu xin đại trưởng lão nghĩ lại mà làm sao? Nơi đó có thể xưng cấm địa, tuyệt không chỉ là cấm chỉ đi vào đơn giản như vậy. Chư Nhật Trần như có điều suy nghĩ nhìn Thiên Nhai Thần Tôn một chút. Thiên Nhai Thần Tôn cười cười, lắc đầu thở dài, liền biết không thể gạt được đại trưởng lão.
Đúng vậy, Lão Phu đối với Điện Chủ lời nói cầm thái độ hoài nghi, thậm chí đối với Tử Tâm Thiên Tôn Lan cũng có khát vọng, cho nên bí mật chui vào Bất Chu Sơn, từng muốn đăng đỉnh, nhưng quá nguy hiểm, suýt nữa vẫn lạc. Nguy hiểm gì? Thủy Tổ lưu lại sát lục văn ngắn, trận pháp thái thượng lưu lại thí thần đại trận, không gian thần điện, trung cực nội tình đều là ở nơi đó, chỉ có mang theo tứ phương đại vũ ấn mới sẽ không bị công kích, thậm chí có thể điều động trung cực nội tình. Tứ phương đại vũ ấn là không gian thần điện truyền thừa thần khí do Điện Chủ chấp chưởng. Truyền thuyết tứ phương đại vũ ấn là từ cửu đỉnh bên trong vũ đỉnh bên trên đánh xuống tới một khối nhỏ luyện thành thuộc tính không gian thần khí. Muốn tổn thương vũ đỉnh còn có thể đem tàn phiến luyện thành thần khí, tự nhiên không phải tu sĩ tầm thường có thể làm được. Trong truyền thuyết, người kia là không gian thần điện người sáng lập Thời Không Nhân Tổ nhị đệ tử Bạch Nguyên. Thời Không Nhân Tổ hai đại đệ tử Hắc Khải cùng Bạch Nguyên phân biệt kế thừa thời gian chi đạo cùng không gian chi đạo, cũng phân biệt sáng lập thời gian thần điện cùng không gian thần điện. Đương nhiên, sơ kỳ thời gian thần điện cùng không gian thần điện xa xa không cách nào cùng hiện tại so sánh. Dù sao hiện tại hai đại thần điện đã trải qua không biết bao nhiêu cái nguyên hội, một đời lại một đời tu sĩ rằng đúc, tích lũy thâm hậu, nội tình vô tận. Thần điện bản thân đã là hóa thành chí cường chiến pháp pháo đài, có thể công, có thể thủ. Thật muốn đem lực lượng của thần điện toàn bộ thôi động tại chư thần hợp lực phía dưới, đánh lui chư thiên đều là bình thường. Trước đây, chư Nhật Trần có thể thủ thắng, nguyên nhân trọng yếu nhất chính là Thiên Nhai Thần Tôn không muốn bị thiên đường giới phe phái lợi dụng. Thủy chung là do dự thái độ, thậm chí ngay cả trong điện áo nghĩa đều không có điều động. Lúc này mới cho chư Nhật Trần cơ hội. Thiên Nhai Thần Tôn hỏi, đại trưởng lão đến đây mục đích đến cùng là cái gì? Như vậy bố cục, chân chính kế hoạch lại là cái gì? Người đoán không được sao? Chư Nhật Trần nói. Thiên Nhai Thần Tôn nhẹ nhàng lắc đầu. Chư Nhật Trần nói, khoảng cách Trảm Hoàng Đại Hội còn có 3 ngày. Ta muốn lượng tổ chức hẳn là không kịp nghĩ cách cứu viện A. Thiên Nhai Thần Tôn trong nháy mắt minh bạch nói, lượng tổ chức không kịp nghĩ cách cứu viện, nhưng là giấu ở trong không gian thần điện vị kia lượng tôn vẫn còn có cơ hội. Giết Tiết Thanh, bắt tứ đại vô lượng truyền nhân, tộc nhân, mục đích cũng là vì để vị kia giấu ở chỗ tối lượng tôn buông lỏng cảnh giác, từ đó dẫn hắn hiện thân. Không chỉ là có hắn, còn có vị thứ tư lượng hoàng, Chư Nhật Trần nói. Thiên Nhai Thần Tôn kinh ngạc nói, đứng tại huyền nhắc phía sau lượng hoàng, chẳng lẽ không phải Lô Phật Thiên Tôn? Ai nói nhất định là Lô Phật Thiên Tôn? Chư Nhật Trần nói, huyền nhắc một mực tại thiên đường giới, thiên đình, công lương giới tu luyện. Như sau lưng của hắn lượng hoàng là Lô Phật Thiên Tôn, hắn luôn cùng Lô Phật Thiên Tôn nhiều lần tiếp xúc A. Một khi nhiều lần tiếp xúc, chắc chắn sẽ lộ ra vết tích, lấy thiên đường giới, thiên đình, công lôn giới những cái kia chí cường tu vi, làm sao có thể không chút nào phát giác. Thiên Nhai Thần Tôn sắc mặt biến đổi, nói, có người đang giúp hắn che giấu thiên cơ, mà lại nhất định là thiên đường nội bộ cường giả đỉnh cao. Chẳng lẽ là thiên đường giới hay vị kia một trong? Có khả năng, nhưng cũng không tuyệt đối. Chí ít, thương thiên tuyệt đối, chạy không thoát liên quan. Hắn một mực là huyền nhất chỗ dựa, thậm chí giảng dạy qua huyền nhất tu hành. Muốn nói hắn không biết huyền nhất là lôi tộc tộc nhân, ngươi tin không? Chư Nhị Trần dừng một chút nói, ta dự định đem hai vị lượng hoàng nhốt ở chỗ này. Thiên Nhai Thần Tôn trong mắt hư hiếp nói, đại trưởng lão tới gặp lão phu là muốn cho lão phu thủ ngục, làm thả câu chi lưỡi câu. Ngươi có thể có lòng tin, Chư Nhị Trần nói. Thiên Nhai Thần Tôn nói, chỉ cần đại trưởng lão đáp ứng che chở lão phu tộc nhân, coi như tự bạo thần nguyên cũng tuyệt không để lượng tổ chức đem người cứu đi. Còn không đến mức đến tình trạng kia, ngươi là đại tự tại vô lượng, chỉ cần chống đỡ một lát là đủ rồi, Chư Nhật Trần nói. Thiên Nhai Thần Tôn gặp Chư Nhật Trần liền muốn rời khỏi, nói, đại trưởng lão không sợ hai vị lượng hoàng thật được cứu đi sao? Nơi này là không gian thần điện, nơi này cũng là thiên đình, ta không sợ hai vị lượng hoàng được cứu đi, liền sợ người an toàn không dám ra tay. Chư Nhật Trần vứt xuống câu nói này trực tiếp rời đi. Chư Nhật Trần đương nhiên sẽ không hoàn toàn tin tưởng Thiên Nhai Thần Tôn. Đem hai vị lượng hoàng cùng hắn giam giữ cùng một chỗ cũng có thăm dò hắn ý tứ. 3 ngày, chỉ có 3 ngày thời gian, lượng tổ chức sẽ cam lòng hy sinh hai vị lượng hoàng sao? Mới vừa đi ra thần ngục, đại tuyết nữ vương chậm mặt tới, nói, đại trưởng lão, đế tổ thần quân tới thần điện. Tới lại nhanh như vậy, không hổ là có thể cùng Long Thúc, cùng Băng Hoàng nổi danh nhân vật. Quá biết được nắm chắc thời cơ. Chư Nhị Trần trong mắt hiện ra mỉm cười, tiếp theo, nhìn về phía đại tuyết nữ vương, tấm kia đẹp đẽ tuyệt luân, mỹ lệ dục ngọc dung, nói,
Mê La nữ vương là của ngươi sư tôn đi, nàng chủ tu đạo là cái gì? Đại tuyết nữ vương cùng sau lưng Chương Nhược Trần, trong mắt hiện ra một vòng thần sắc thống khổ, nói: nàng là hỏa tinh linh, chủ tu ngũ hành hỏa chi đạo, quang minh chi đạo, tiễn đạo. Ngươi là tiễn đạo chủ thần a? Chương Nhược Trần nói. Đại tuyết nữ vương nhẹ gật đầu, nói: ta chấp chưởng tiễn đạo áo nghĩa là tinh linh tộc một đời lại một đời thần linh truyền thừa xuống. Đại trưởng lão cho là Avia sẽ giết ta, cướp đoạt áo nghĩa. Chương Nhược Trần đột nhiên cười nói: ngươi bây giờ thân ở không gian thần điện, lại là người của ta. Avia hơi có chút lý trí cũng sẽ không thông qua giết chóc phương thức cướp đoạt tiễn đạo áo nghĩa. Đi vào không gian thần điện, điện chủ, đế tổ thần quân cùng ngạo tuyết thần phi đã đợi ở trong điện. Một cái khí vũ hiên ngang, chất tuyệt lăng lệ, cả người tư thế hơi phong, dung mạo tuyệt mỹ. Chương Nhật Trần đưa mắt nhìn đế tổ thần quân một lát, nhanh chân nghênh đón, nói: ngàn năm không thấy, chúc mừng thần quân phá cảnh đến đại tự tại vô lượng đỉnh phong. Hoàng đạo đại thế giới, chí tôn cùng chư thiên vị trí đã là dễ như trở bàn tay. Đế tổ thần quân trên mặt không có chút nào y lăng chi khí, như là xa cách từ lâu trùng phùng, chí thân huynh đệ đồng dạng. Mặt giãn ra, cười nói: nào có Nhược Trần thần tôn uy phong, ngay cả thiên tôn đều muốn xin ngươi làm không gian thần điện đại trưởng lão, lấy dĩnh đấu thiên đình, nội đấu chi loạn tượng. Chư Nhược Trần trong lòng âm thầm sợ hãi thán phục, cái này đế tổ thần quân quả nhiên khó lường, thế mà nhìn ra hậu thiên kế hoạch. Đế tổ thần quân trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, nói: chỉ cần hoàng đạo đại thế giới ba triều thống nhất, bổn quân nhất định xuất lãnh chư thần độc tôn thiên cung cộng đồng ứng đối, tiếp xuống đến từ địa ngục giới, loạn cổ ma thần, cường giả thời cổ khiêu chiến. Các giới bị lượng tổ chức lợi dụng, tính kế lẫn nhau nội đấu, lẫn nhau cản trở, thực là thiên đình không cách nào chiến thắng địa ngục giới căn bản nguyên nhân. Chương Nhật Trần không có lập tức đáp ứng duy trì đế tổ thần quân, nói: thần quân đến rất đúng lúc, bản trưởng lão vừa vặn thiếu một vị thực lực cường đại giúp đỡ, không biết thần quân chiến pháp như thế nào, có thể địch chư thiên sao?